Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Lan Rừng Ngọc Bền, chuyên kênh về mua bán, trao đổi tất cả các loại giống lan rừng uy tín tại Cao Bằng cũng như trên toàn quốc. Và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2019, thay mặt cơ sở em xin phép được gửi lời chào buổi sáng, lời chúc một ngày vui vẻ bình an đến tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc. Và sau đây, em xin phép được giới thiệu và báo giá những mặt hàng mà cơ sở lan rừng hôm nay mới cập nhật. Thưa các bạn, hiện giờ trong 3 ngày vừa qua thì thời tiết chủ đạo trên Cao Bằng chủ yếu là mưa và dông lốc rất là lớn. Nên là hôm nay bên em sẽ bán và báo giá tất cả những mặt hàng lan mà có từ hôm qua. Nhưng mà hiện giờ thì em để các bạn tiện hơn cho các bạn mua về trồng và chăm sóc cũng như là thuần cây. Thì em có chia ra làm những cái phần có thể là nhỏ hơn hoặc với những cái mức giá khác nhau để cho các bạn tiện mà mua nhé. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu luôn những cái mặt hàng cơ bản mà hôm nay cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền mới cập nhật. Trước khi đi vào giới thiệu thì em cũng giới thiệu về cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền có trụ sở tại tổ 7, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và nhà vườn tại bản Kéo Trang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn. Hiện giờ bên em có 2 số hotline để đăng ký, tư vấn cũng như là tư vấn lên đơn hàng, đó là số 0984754102 và số điện thoại thứ hai là 0967615815. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến 2 số điện thoại để được tư vấn và lên đơn hàng trực tiếp ạ. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng của ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2019, hiện giờ đang có tại cơ sở Lan Rừng Cầu Bền. Đầu tiên em xin phép được giới thiệu đó là mặt hàng lan Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Hoàng Thảo Nghệ Tâm thì hiện giờ em có chia ra làm 2 phần như thế này. Đây là những cái bó nghệ tâm lớn nhé. Hiện giờ thì nghệ tâm đang là cái mùa bắt đầu bung lụa nhé các bạn. Những cái bạn nào mà đã thuần nghệ tâm mà bây giờ ở trong vườn có những búi nghệ tâm rồi đấy ạ, thì sẽ thấy là những cái bông nghệ tâm đang lên rất là lớn rồi. Và cá biệt như ở đây thì có những bông là đã bung lụa rồi đấy ạ. Màu trắng tím và họng là nghệ nhá, họng màu vàng nghệ nên rất là đẹp. Những cái bông hoa sẽ xen kẽ dưới màu xanh của lá, trốn dưới lá đấy ạ. Nhìn những cái búi nghệ tâm này khi mà trồng lên thì đẹp lắm. Ở quê em, những cái các cụ các bà đấy ạ, đi lên vào lũng, vào rừng về đấy, có nhặt được những cái búi nghệ tâm như thế này. Về cũng không cần cả ghép lên giá thể cơ, cứ đặt cả búi nhờ buộc hẳn vào gốc cây. Thế đến năm sau nó ra cả một búi to luôn các bạn ạ, trồng rất dễ thuần thôi. Hiện giờ ở đây nghệ tâm em có chia ra làm 2 loại bó này. Như này một bó nhà đấy ạ, em sẽ bán với mức giá là 100.000 đồng. Một bó nhà này đảm bảo được một búi nhỏ rất là đẹp rồi nha các bạn nhé. Còn với bác nào mà có nhu cầu lấy búi to hơn thì em sẽ bán theo cái búi này. Búi này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 5 lạng. Và được nếu mà lấy về làm một búi to thì một búi rất là khủng rồi nhá. Hoặc là chia có thể chia ra làm 2 búi để trồng. Bó này bên em bán với mức giá là 150.000 đồng ạ. Búi to nhá. Còn bó nhỏ, bụi nhỏ đấy ạ, thì em bán với mức giá là 100.000 đồng ạ. Đây là chi tiết về nghệ tâm của ngày hôm nay, chia ra làm 2 loại đấy ạ. 150 này, 100 đây. Tiếp đến bên cạnh Hoàng Thảo Nghệ Tâm, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì hiện giờ do hai hôm nay trời mưa nên là đầu mối cũng gửi lên ra ít, nên là em chỉ có chỗ này cũng rơi khoảng tầm 2 cân, 3 cân vậy thôi. Thì ở đây em có thể nhận được thêm 2 cân nữa nhé. Long Tu Xuân, hàng đẹp, em bán với mức giá là 280.000 đồng cho 1kg ạ. Hiện giờ Long Tu Xuân đang là cái mùa mà xuống hoa khá là nhiều rồi nhé. Còn cá biệt các bạn nào ở nhà vườn thì hoa thì vẫn còn, nhưng mà hiện giờ thì đây là hàng mới khai thác và thứ hai nữa là chưa được trồng thuần lên ấy. Thì những cái bông khi mà trong quá trình vận chuyển đã bị bong hết rồi nhé. Lấy về trồng để nuôi mầm gốc này và chơi hoa mùa sau cho em. 280.000 đồng cho 1kg Long Tu Xuân, hàng đẹp. Tiếp đến bên cạnh Long Tu Xuân, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Sóc Tím Lào ạ. Sóc Tím Lào hiện giờ bên em chỉ còn những cái bó nhỏ thôi. Bó nhỏ thì em bên bán với mức giá là 60.000 đồng một bó nhé. Em sẽ cầm một bó lên để cho các bạn xem chi tiết về từng bó đấy ạ. Đây là những bó mà có mức giá là 60.000 đồng đấy ạ. Những bó này thì hiện giờ sẽ rơi vào trên 10 đầu cây nhé. Bởi vì là nó cũng rất là khô và thứ hai là cây cũng khá là nhỏ. Đây là những bó 60.000 đồng một bó nhé. Sóc Tím Lào đấy ạ. Tiếp đến bên cạnh Sóc Tím Lào, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hạc Vĩ ạ. Hạc Vĩ thì hôm nay bên em có 2 loại, đó là Hạc Vĩ Lào và Hạc Vĩ Bắc nhé. Hạc Vĩ Lào, mỗi một bó em bán với mức giá là 50.000 đồng một bó ạ. Đây là những bó 50.000 đồng đấy ạ. Chi tiết 50.000 đồng đấy nha các bạn.
mỗi một bó hạc vĩ Lào đấy ạ. Tiếp đến dưới đây là hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì bên em bán theo kg. Hạc vĩ Bắc thì hiện giờ cái mầm con nó lên cao hơn, và thứ hai nữa là thân sẽ là mập hơn so với hạc vĩ Lào nhé các bạn. Hạc vĩ Bắc bên em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1kg ạ. Chi tiết về hạc vĩ Bắc của ngày hôm nay đây. Thân rất là dài đều đẹp nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi hôm nay em cũng không còn nhiều nhé, chỗ này rơi khoảng tầm 1 cân thôi. Hoàng thảo vôi em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1kg ạ. Chỗ này thì hôm qua bên đầu mối họ có gửi lên nhưng mà hiện giờ gửi kèm thôi, nhưng không được nhiều lắm đó. Đây là hoàng thảo vôi, 260.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây em có một bó kiều vàng, hay còn gọi là thủy tiên vàng đấy ạ. Bó này là bó kiều mà hàng rời nhé. Và thứ hai nữa là có cả những cái thân, nếu mà thân dài thì có thể bị gãy. Em bán thanh lý cho bác nào mà có thời gian ngồi ghép, cũng như là yêu hoa lan và muốn chơi hoa vào những mùa sau, cần phải có thời gian để ghép nhé các bạn, bởi vì nó rơi hàng rời khá là nhiều. Bó này rơi vào khoảng tầm 1,5 cân. Em thanh lý luôn là 100.000 đồng cho bó này nhé. Chỉ có một bó duy nhất kiều vàng ngày hôm nay thôi, thủy tiên vàng. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hiện giờ cũng đang là mùa chuẩn bị có nụ và cho hoa nhé. Hoàng thảo tam bảo sắc bên em bán với mức giá là 250.000 đồng cho 1kg ạ. Hoa thì đẹp như hoa trúc mành luôn nhé, nhưng mà dễ trồng và dễ thuần hơn rất là nhiều. Hoàng thảo tam bảo sắc của ngày hôm nay đây nhé, thân đen óng rất là đẹp luôn. Hiện giờ thì hoa trúc mành, bác nào mà thuần được thì hiện giờ đã cũng thấy bông khá là to rồi ạ. Còn hoàng thảo tam bảo sắc thì cũng bắt đầu trổ bông, bắt đầu vào mùa của những loại lan mà nở hè nhé các bạn. Ở đây thì em đang tìm xem có cái bông nào đã bắt đầu trổ chưa, nhưng hiện giờ có thể là cái lô này có thể là sẽ cho trổ bông hơi muộn thôi. Bắt đầu mới vào mùa trổ bông nên không sao, các bạn lấy về ghép lên và có thể là sẽ được chơi hoa ngay trong mùa đầu tiên này luôn nhé. Bắt đầu vào mùa trổ bông của lan nở hè rồi đấy ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan môi tua. Lan môi tua bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Đảm bảo lá xanh mướt luôn ạ, như là rau mới mua ở chợ về luôn nhé các bạn. 150.000 đồng cho 1kg hoàng thảo môi tua nhé. Tiếp đến bên cạnh đây là một trong những mặt hàng lan mà bên em cũng bán khá là nhiều phiên này rồi. Lan có giá trị sưu tầm, lấy về để chơi lá cũng như chơi rễ. Còn hoa thì cũng tương đối là đẹp nhưng hơi nhỏ. Đây là dáng hương miệng kín hai thùy. Dáng hương miệng kín hai thùy này em bán với mức giá là 100.000 đồng cho 1kg nhé các bạn. Tiếp đến bên cạnh dáng hương miệng kín hai thùy, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan dáng hương tam bảo sắc nhé các bạn. Lô dáng hương tam bảo sắc này em bán mức giá là 250.000 đồng cho 1kg nhé. Khi mà gửi đi cho các bạn thì bao gồm sẽ có cả những cây như thế này và có kèm theo cả những cây to nhé. Nếu bác nào mà lấy cái khoảng 1 cân này thì bên em sẽ cố gắng mà tùy thuộc theo cái thùng hàng của các bác lấy ạ, sẽ chọn những cây sao cho phù hợp nhất với cái thùng hàng để có thể đóng hộp, đảm bảo cái kích cỡ cái thùng hàng nó nhỏ nhất có thể, tiết kiệm nhất cái chi phí vận chuyển cho các bạn luôn nhé. Đây ạ, khi gửi đi sẽ bao gồm cả cây to và cây nhỏ luôn. Đây là dáng hương tam bảo sắc của ngày hôm nay, bên em bán mức giá là 250.000 đồng đấy ạ. Lá xếp và lá lướt lẫn nhau, nhưng mà lá xếp tỷ lệ cũng rất là nhiều nhé các bạn. Đây ạ, còn lá lướt thì cũng rất là to luôn, bản lá đấy ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan đùi gà tròn ạ. Lan đùi gà tròn thì bên em hàng dề đã hết nhé, hiện giờ chỉ có hàng kg thôi. Hàng kg, hàng dề thì hiện giờ hàng kg thì cũng vẫn có dề nhé các bạn. Nhưng mà những cái dề này sẽ dưới 1 cân chẳng hạn thì em sẽ bán theo 1 kg luôn. Để cho khi các bạn mà lấy 1 cân chẳng hạn hay là 2 cân thì em sẽ lấy chọn những cái khóm to nhất có thể và bù vào thêm bên cạnh đấy là những cái khóm nhỏ như này để bù đủ cái số lượng mà các bạn đặt hàng. Đùi gà tròn bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là những cái bông mà đùi gà tròn vẫn còn sót lại của mùa hoa đấy ạ. Hiện giờ thì đùi gà tròn cũng đang là mùa mà đã hết mùa hoa và đang xuống lá để bắt đầu nảy những cái mầm gốc lên, nên là nhìn hơi sơ sát. Nhưng mà hiện giờ thì đây là cái đặc tính của lan rồi nên là không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Xuống lá càng nhiều càng tốt để có thể nuôi những mầm gốc to khỏe hơn.
Khi mà các bạn nhận được lan ở đây đấy, nếu mà thấy những cái lá vàng như này thì có thể là chủ động ngắt bỏ cho em. Còn khi mà em gửi đi cũng sẽ chủ động ngắt bỏ bớt lá vàng đi để tránh cái tình trạng mà có thể bị thối nhũn ở trong cái thùng hàng nhé. Đây, những cái này em ngắt bỏ đi khi mà gửi đi các bạn. Nên là các bạn nhận được lan, nếu mà thấy ít lá không vấn đề gì nhé. Đây là đùi gà tròn hàng đẹp nhé các bạn. Tiếp đến bên đây là lan phượng vĩ ạ. Phượng vĩ thì bên em cũng bán được khá là nhiều phiên rồi. Một trong những loại cây mà để trồng làm cảnh tại sân vườn, tại những bờ tường nhà chẳng hạn ạ. Ra hoa mùa hè, những cần hoa ở đây đã. Đây là những cần hoa của phượng vĩ nhé. Cũng bắt đầu chuẩn bị vào mùa hoa. Nhưng mà những cái nụ hoa này nó rất là mong manh các bạn ạ. Chỉ cần động vào một chút thôi là cũng có thể là bong mất nụ rồi. Nên là hiện giờ những cái cần hoa mà lên quá cao này, khi gửi cho các bạn thì em cũng không thể đảm bảo được là những cần hoa này đến tay các bạn còn nguyên vẹn nhé. Hiện giờ các bạn trồng lên và chơi hoa cũng như là chơi cây vào mùa sau các em. 150.000 đồng cho 1kg phượng vĩ nhé. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên ạ. Sơn Thủy Tiên thì hiện giờ cũng đang là mùa hết hoa nhé các bạn. Bắt đầu đã qua cái mùa hoa rực rỡ nhất của Sơn Thủy Tiên rồi. Hiện giờ thì ở đây chỉ còn thân và lá thôi. Em sẽ bán với mức giá thanh lý xả hàng là 180.000 đồng cho 1kg Sơn Thủy Tiên ạ. Tùy theo yêu cầu của các bác, có thể là lấy loại nhỏ hay loại to thì có thể yêu cầu giúp em. Cá nhân em đã từng trồng Sơn Thủy Tiên thì lại thích chơi những cái hàng khóm khóm nhỏ nhỏ nhai và ghép lên với đĩa tròn thì là sẽ được một giỏ rất là đẹp. Nhìn hai cái khóm này nó không có gì liên quan với nhau đúng không ạ? Nhờ mình khi mà mình ghép lên, mình ghép cả hai cái vào nhai thì nó lại thành một dề rất là đẹp. Đấy, các bạn cần có thời gian, mình bỏ ra một chút thời gian, sau đó thì khéo tay một chút để chăm sóc và ghép lên và chơi hoa mùa sau các em nhé. Đây là Sơn Thủy Tiên của ngày hôm nay đấy ạ. Bán với mức giá thanh lý rất là rẻ, 180.000 đồng ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Ý Ngọc ạ. Lan Ý Ngọc thì hiện giờ sẽ là đang chuẩn bị vào mùa hoa rộ nhất của lan Ý Ngọc. Cánh trắng, họng tím như là lan phi điệp cánh trắng nhé các bạn. Nhìn rất là đẹp, như phi điệp đột biến luôn, như phi điệp tím đột biến ấy. Lan Ý Ngọc bên em bán với mức giá là 350.000 đồng cho 1kg ạ. Lũ chi chít rồi nha các bác. Các bạn mua sớm giúp em, bởi vì là nếu mà những cái mầm nụ này trong khoảng tầm 5 ngày tới nữa thôi là nó lên cao. Và nếu mà nụ đã lên cao rồi, khi mà mình gửi vận chuyển đi sẽ rất dễ bị bong nụ nha các bạn. Em nhắc lại là Ý Ngọc ạ, 350.000 đồng cho 1kg. Nụ chi chít luôn nha các bác. Rồi ạ. Tiếp đến trên đây, em giới thiệu tiếp một cái mặt hàng mà bên em cũng đang bán với mức giá xả hàng thanh lý. Đó là mặt hàng lan chuỗi ngọc ạ. Cũng vừa qua mùa hoa của chuỗi ngọc, bây giờ chuỗi ngọc xuống lá và nhìn cũng rất là sơ sát. Các bác lấy về trồng lên và chăm hoa thuần hoa và chơi hoa mùa sau giúp em. 140.000 đồng cho 1kg chuỗi ngọc hàng thanh lý xả hàng nhé. Tiếp đến bên cạnh đây, bên em còn một chút lan phi điệp vàng. Phi điệp vàng này bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Hiện giờ phi điệp vàng này cũng các bạn vừa mới lấy rỡ xuống khỏi bao đấy ạ. Nên cũng chưa lọc bỏ bớt đi những cái lá mà những cái thân mà quá già, thân bị úa đấy ạ. Thì bên em sẽ khi mà lọc gửi cho các bạn sẽ chủ động cắt những cái thân này đi. Phi điệp vàng ngoài giá trị về làm cây cảnh ra thì cũng giá trị về thảo dược cũng rất là nhiều nhé các bạn. Người già trên bên em trên Cao Bằng đấy ạ, vẫn có thói quen là lấy thân già cắt về để sắc uống thay nước chè đấy ạ. Hay còn gọi là cây phiên mạ đây nhé. 150.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là lô kim điệp xuân. Kim điệp xuân hiện giờ cũng đã qua mùa hoa và đang xuống lá rất là nhiều. Những để lại những cái vết thâm rất là nhiều đấy nhé các bạn nhé. Nhưng những vết thâm này, đây là đặc điểm xuống lá của kim điệp xuân thôi, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cây giống cả. Trồng lên vẫn thuần, vẫn chơi hoa bình thường vào mùa sau. Kim điệp xuân bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg ạ. Đây là lô kim điệp xuân của ngày hôm nay nhé. Tỷ lệ lá vàng và xuống lá rất là nhiều rồi ạ. Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Vanda Hương Chanh. Vanda Hương Chanh thì trên Cao Bằng có rất là nhiều, cũng như là Hoàng Thảo Nghệ Tâm ấy, cũng là một trong những loại lan mà đặc trưng của vùng Cao Bằng. Vanda Hương Chanh hiện giờ cũng còn không còn nhiều ạ. Hai hôm nay thì trời mưa quá nên là hiện giờ bà con cũng không có thể mà đi được rừng, nên là cũng không có lô hàng mới về. Vanda Hương Chanh em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Ở chỗ này thì còn một búi cũng không quá nhiều. Chỗ này cũng không có nhiều đâu, bởi vì là hiện giờ em để giữ nguyên và khô ráo nên là nó cũng rất là nhẹ cân thôi, Vanda đấy ạ.
Tiếp đến bên cạnh đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc, hàng đẹp, em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Còn hàng thanh lý, hàng cây nhỏ, cây khô bên cạnh đấy đấy ạ. Cây nhỏ hơn cũng như là khô rụng lá khá là nhiều thì em bán với mức giá là 160.000 đồng cho 1kg nhé. Hoàng Phi Hạc hôm nay chia làm hai loại nhé. Hàng đẹp 200.000, còn hàng thanh lý là 160.000 đồng ạ. Tiếp đến bên đây, em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Sừng ạ. Hoàng Thảo Sừng 250.000 đồng cho 1kg ạ. Nụ đây, nụ thì đang chi chít luôn rồi. Cá biệt có những bó mà như là hôm qua em quay để tìm ra thì có những bó mà hoa đã nở bung lụa rất là đẹp rồi đấy ạ. Nhưng mà bó đấy chắc các bạn đã đóng hàng và gửi cho khách rồi. Đây là những cái bông của Hoàng Thảo Sừng nhé các bạn ạ. Vàng xanh nhé. Mặt bông là vàng xanh. Nhìn rất là đẹp luôn. Kèm theo đó là Hoàng Thảo Sừng khi mà ra hoa thì cái tỷ lệ xuống lá cũng rất là ít. Nên là vẫn giữ được cái độ xanh mướt của cây. Về trồng làm cảnh rất là đẹp, vừa được ngắm hoa vừa chơi thân lá luôn ạ. Đây là lô Hoàng Thảo Sừng của ngày hôm nay bên em mới cập nhật đấy ạ. Nụ thì không phải nói, chi chít, động vào đâu cũng toàn nụ luôn nhé các bạn. Và những cái nụ này thì có vẻ là bền hơn của Phượng Vĩ. Khi mà em cầm vào đây thì cũng không thấy cái tình trạng là bị bong nụ nhiều. Đây ạ. Nụ rất là nhiều luôn nhé. Em nhắc lại Hoàng Thảo Sừng 250.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến trên đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan chồn trắng, chồn bắc đấy ạ. Chồn bắc lô hôm nay em lấy về đây thì có cả cây to và cây nhỏ lẫn lộn nhau nhé. Hiện giờ ở đây cái tỷ lệ cây to cũng không còn quá nhiều. Em bán luôn lẫn nhau luôn với nhau luôn. Cây to và cây nhỏ lẫn luôn. 250.000 đồng cho 1kg ạ. Bán hàng kg luôn nhé các bác. Không chọn nữa. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan Ngọc Thạch Bắc ạ. Ngọc Thạch Bắc thì em chia ra làm hai loại, hàng đẹp bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg ạ. Thân to đều đẹp luôn, mập ú luôn nha các bạn, Ngọc Thạch Bắc ạ. Còn trên đây là Ngọc Thạch Bắc hàng giống. Ngọc Thạch Bắc hàng giống thì em những cái thân này là rõ cũng rất là mập nhưng mà cái thân hoa nó ngắn hơn, dưới 20cm thì em cho vào hàng giống thôi. 160.000 đồng cho 1kg ạ. Chất lượng giữa hàng giống và hàng đẹp không có gì khác nhau, chủ yếu là thân nhỏ hơn thôi nha các bạn. Đều rất mập và mầm gốc lên rất là tốt rồi. Tiếp đến bên cạnh đây sẽ là mặt hàng lan long tu xanh hoa tím ạ. Long tu xanh hoa tím bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Tiếp đến bên cạnh đây em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan điện biên đông ạ. Điện biên đông hay còn gọi là hương rừng. Hoa nở hè cho màu hoa màu vàng rực nhé các bạn. Và thân cây cũng đang vàng óng luôn đấy ạ. Điện biên đông em bán với mức giá là 220.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên cạnh điện biên đông, em giới thiệu tiếp sẽ là lan đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt đang là mùa xuống hết lá, nên là hiện giờ các bạn lấy về, trồng thuần lên và bắt đầu nuôi mầm gốc là vừa nhé. Bởi vì là những cái mầm gốc nếu mà lên quá cao đấy ạ, khi lấy về, khi mình lấy về cắt tỉa rễ sẽ dẫn đến là bị chột mất cái mầm gốc mới lên kia. Mình cắt vào cái rễ mà còn mầm non mới lên sẽ bị chột mầm luôn đấy ạ. Bây giờ lấy về ghép lên và bắt đầu cho mầm gốc bắt đầu lên là vừa, sẽ bám thẳng luôn vào giá thể của mình đấy ạ. 180.000 đồng cho 1kg nhé, đùi gà dẹt ạ. Còn tiếp đến trên đây em giới thiệu sẽ là kim điệp thơm ạ. Kim điệp thơm cũng đã qua mùa hoa, khô đều đẹp luôn nhé các bạn. Em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg nhé. Kim điệp thơm này thì đã rất là khô rồi và có cả khóm nhỏ nữa, cũng không có quá nhiều khóm to, những khóm của kim điệp thơm đấy ạ. 180.000 đồng cho 1kg ạ. Lấy về bây giờ thì rất là được lợi đầu cây cũng như lợi kg luôn. Tiếp đến em giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Hoàng Lạp ạ. Hoàng Lạp thì cũng như là sơn thủy tiên, thân và lá rất là giống nhau nhé các bạn nhé. Chỉ khác mỗi về cái họng của bông thôi. Đều là cánh vàng, một người thì sơn thủy tiên là họng cũng vàng luôn. Còn sơn thủy tiên thì họng nâu nhé các bạn, còn Hoàng Lạp thì họng vàng, cánh vàng. Thân lá thì giống hệt nhau. Em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg Hoàng Lạp nhé. Tiếp đến là mặt hàng lan Nhất Điểm Hồng ạ. Nhất Điểm Hồng bên em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1kg ạ. Nhất Điểm Hồng hiện giờ đang cũng giá thì cũng xuống khá là nhiều rồi. Bởi vì là bắt đầu cũng chớm vào cái mùa hoa rồi các bạn ạ. Đó là cá biệt cái lô này là hiện giờ cũng có những thân mà đã bắt đầu xuống hết cả hoa nữa cơ. Nhất Điểm Hồng 180.000 đồng cho 1kg nhé các bạn.
Vâng ạ, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay mới cập nhật ạ. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại hotline của bên em là 0984754102 và số điện thoại thứ hai là 0967615815 để được tư vấn và lên đơn hàng trực tiếp. Em Quốc Duy xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.